Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển Thượng. Thần thông trên cung trời Đa Lợi, Phật hiện thần thông. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ tại cung trời Đa Lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết cả các Đức Phật, chư đại Bồ Tát ở vô lượng thế giới mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác vũ trường mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh can cường, làm cho chúng rõ pháp khổ pháp vui. Khe xong, chư Phật đều sai thị giả đến kính thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười rồi phóng ra hàng trăm nghìn vùng mây sáng rỡ, như là vùng mây sáng rỡ đầy đủ, vùng mây sáng rỡ đại từ bi, vùng mây sáng rỡ đại trí huệ, vùng mây sáng rỡ đại bát nhã, vùng mây sáng rỡ đại kiết tường, vùng mây sáng rỡ đại tam muội, vùng mây sáng rỡ đại phước đức, vùng mây sáng rỡ đại công đức, vùng mây sáng rỡ đại quy y, vùng mây sáng rỡ đại tam thám. Đức Phật phát ra bất khả thuyết vùng mây sáng rỡ như thế xong rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu, như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng vô lậu, tiếng giải tháp, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm tới, mây sấm lớn, trời rộng hội họp. Thì Đức Phật phát ra bất khả thuyết thứ tiếng vô diệu như thế xong, thời có vô lượng ước hàng trời rồng quỷ thần ở Ta Bà cùng các cõi nước phương khác đến hội họp, như là trời Đào Lợi, trời Tứ Hiền Vương, trời Đốc Xuất Đà, trời Tu Hiện Ma, trời Hóa Là, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiệu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiệu Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Nhiệt, trời Vô Phiền, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Tú Cắn, trời Ma Hê Tụ La, cho đến trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả các thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có các vị thần ở cõi Ta Bà cùng các cõi nước phương khác, như là thần cây, thần núi, thần đất, thần biển, thần sông, thần đọc, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ cây cỏ. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Đã có các vị đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cùng các cõi nước phương khác, như là Áp Mục quỷ vương, Đạm Tinh Khí quỷ vương, Đạm Thai Đạm Kỵ vương, Đạm Hứa quỷ vương, Hàm Bích quỷ vương, Nhiếp Độc quỷ vương, Từ Tâm quỷ vương, Phước Lợi quỷ vương, Đại Ái Kính quỷ vương. Các vị quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo ngài Pháp Văn Đồ Sư Lợi Pháp Vương Tự Đại Bồ Tát rằng: Ông xem coi, tất cả các Đức Phật, chư Đại Bồ Tát cùng trời rồng quỷ thần ở quốc độ này cùng quốc độ khác, ở thế giới này cùng thế giới khác này đều đến hội họp tại cung trời Đa Lợi như thế. Ông có biết là số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Đồ Sư Lợi bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Kế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm thời trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Đồ Sư Lợi rằng: Đến ta dùng phần nhã hại vào không đếm xiết số tháng thèm này đều là của ngài Địa Tạng Bồ Tát vì vũ kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chiên độ, hoặc đã hàng tự, đương hàng tự, chưa hàng tự. Ngài Văn Đồ Sư Lợi bạch cùng Đức Phật rằng: Từ hữu kiếp lâu xa đến nay, con đã tu căn lành chứng đẳng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời liền tính nhận còn hàng tiểu quả than văn trời rồng tám bộ chúng và những chúng sanh ở đời sau. Rồi nghe lời thành đạt của Như Lai, nhưng mà chắc còn sau lòng nghi ngờ, rồi cho quái lệ vâng đi chăng nữa cũng không hỏi hủy bán. Cuối mong Đức Như Lai nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hạng gì, đọc nguyện gì mà hạng hàng tự được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Ví như bao nhiêu cỏ cây, lúa mì, chê lau đã chê lau gạo lùng đường lúa mẹ che lau đá núi bụi bặm trong cõi tam thiên đại thiên, cứ một vật là một sông Hằng, đối cứ số cát trong sông Hằng, cứ một hộp cát là một cõi nước, rồi một hộp trong một cõi nước, cứ lấy một hộp cát làm một kiếp, rồi bao nhiêu số hộp bụi nhỏ trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc này Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là thuộc ngài cộng bậc thanh văn và bích chi Phật. Ngài Văn Thù Sư Lợi ai thần thiện nguyện của vị Bồ Tát đó thật không thể nghĩ bàn. Về đời sau, như có trang thiện nam, chờ người thiện nữ nào nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là chiêm ngưỡng lễ bái, hoặc là khen ngợi, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhận đến vẽ khắc đắp sơn hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, người này sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Đa Lợi vĩnh viễn, không còn bị đại và ác đạo trừ giả tử. Phan nguyện trải qua bất khả thuyết số kiếp lâu xa về trụ trước tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử, vào đời có Đức Phật ra đời hiệu là Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vệ Hạnh Như Lai. Vì trưởng giả thấy Đức Phật thân tứ tốt đẹp nghìn phước trang nghiêm, mới đặng hỏi Đức Phật tu hạnh nghĩa gì mà đặng tướng mạo tốt đẹp như thế. Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vệ Hạnh Như Lai bảo với vị trưởng giả rằng: Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, còn phải trải qua thời gian lâu xa độ khắp tất cả hàng chúng sanh bị tội khổ. Ngài Văn Thù Sư Lợi vị trưởng giả tử ấy nghe xong liền phát nguyện rằng: Từ nay đến tuổi số kiếp chẳng thể kể lấy chết ở đời sau thôi, vì chúng sanh bị tội khổ trong sáu đời mà lập ra nhiều phương tiện làm cho chúng lúc đó được giải ra hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng Phật đạo. Bởi trước Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vệ Hạnh Như Lai, ngài lập được
động đó nên đã trải qua trăm nghìn muôn ước vô số bất khả thuyết kiếp đến nay mà Ngài vẫn coi là một vị Bồ Tát. Bà La Môn lượng cứu mẹ lại bất khả tư nghị vô số kiếp về thủ trước có Đức Phật ra đời hiệu là Đức Giác và được tự tại vương Như Lai. Đức Phật ấy họ 400.000 muôn ức vô số kiếp và thời tượng pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính lễ, khi đi đứng lúc nằm ngồi đều có chư thiên theo hộ vệ. Thân mẫu của người mê tín tà đạo kinh khi ngôi tam bảo thụ ấy mặc dầu thắng nữ đem nhiều lời phương tiện về nhũ bà mẹ người hầu làm cho mẹ người phong tránh kế, nhưng bà mẹ người vẫn chưa phương hẳn. Còn bao lâu bà ấy chết, thần hồn bị sa đọa và vô gián địa ngục. Thần nữ biết là thân mẫu của mình lúc còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quái mà săn vào đường ác. Hắn miệng nữ bèn bán nhà đất sắm sửa hương lai đồ lễ vật cúng dường chùa thái thờ Đức Giác Hòa Đệ Tử tại vườn Như Lai. Bỗng thấy ngôi chùa kia tượng Đức Giác Hòa Đệ Tử tại vườn Như Lai được tô vẽ bay dùng đủ các tôn nghiêm. Thánh nữ chim ngưỡng lễ bái hình tượng lại cả sanh lòng kính ngưỡng, thầm nghĩ rằng Đức Phật là đấng đại giác đầy đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi các tôi đến, họ chắc thế nào cũng biết được chỗ của mẹ tôi. Khi đến đó, thánh nữ buồn tủi chìm chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quý đến mãi. Bỗng nghe tiếng hư không có tiếng bảo với thánh nữ rằng: thánh nữ đừng khóc kia thôi, đừng có bị ai quá lắm, nay ta sẽ chỉ cho ngươi biết chỗ mẹ của ngươi. Thánh nữ hãy chắp tay vái lên hư không rằng: Đức Thần nơi nào có thể sẽ bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết họ ở đâu, cho rõ chỗ thất sanh của mẹ tôi. Trên hư không lại có tiếng bảo với thánh nữ rằng: ta chính là Đức Phật quá khứ, Đức Giác và Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi hương chim bay đó. Thế ngươi thương nhớ mẹ thổ hương thương tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe xong liền tế sự xuống, mọi người bên cạnh liền vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh dậy rồi chấp bảo bạch cùng với hư không rằng: cúi xin Đức Phật thương xót chị ngay cho rõ chỗ thất sanh của mẹ con này, thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hòa Đệ Tử tại vườn Như Lai bảo với thánh nữ rằng: cúng dường xong ngươi mau mau trở về là rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng đến danh hiệu của ta, rồi ngươi sẽ biết chỗ của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi niệm danh hiệu Đức Giác Hòa Đệ Tử tại vườn Như Lai chạy suốt một ngày một đêm. Bốc thánh mình tới một bờ biển kia, mặt nước bị sôi sùng sục, lại có rất nhiều thứ sự thân thể đều bằng sắt chạy đã trên mặt bị xua đuổi bên này chạy đã bên kia, lại có số trai cùng số gái số nhiều đến nghìn muôn hạt chìm hoặc nữa ở trên mặt biển bị các thú dữ giành nhau ăn thịt, lại có các vị quỷ dạo xa hình thù đều lạ lùng, nhiều mắt nhiều tay nhiều chân nhiều đầu, đang nằm bén nhọn dùng gương chỉ ra ngoài giống mà lùa người tội lại gần cúng giữ túng quắt cho người tội lại rồi hình trạng mung đủ thứ chẳng dám nhìn lâu. Hắn nỗi nương nhờ sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một quỷ với tên là Vô Độc đến cúi đầu liên tiếp hỏi thánh nữ rằng: hai thay Bồ Tát ngài có duyên sự gì mà đến chốn này? Thánh nữ hỏi rằng: đây là chỗ nào? Quỷ vương đáp rằng: đây là từng biển thứ nhất ở phía tây của núi Đại Thuyết Vi. Thánh nữ hỏi rằng: tôi nghe trong núi Đại Thuyết Vi có địa ngục có thể như thế chăng? Quỷ vương đáp rằng: thì có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng: tôi làm sao để đến được địa ngục đó? Quỷ vương đáp rằng: nếu không nhờ sức ai thần cần phải do nghiệp lực ngoài hai điều này đã ắt không bao giờ đến đó được. Thánh nữ lại hỏi rằng: vì sao mặt nước biển trên này lại sôi sùng sục, lại có rất nhiều người tội cùng với thứ sử? Quỷ vương đáp rằng: những người tội ở trong biển này đều là những kẻ làm ác ở cõi thiên phù làm mới chết trong khoảng 49 ngày, không có người kế tự làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho, lúc sống lại không làm được nhân lành nào cả, vì thế cứ theo nghiệp của họ gây tạ mà bị đọa vào địa ngục, tự nhiên cảm lấy cảm được quả đau khổ ở địa ngục, tự nhiên phải lộ qua cái biển này vậy. Các biển này mười muôn sao tầng, về phía đông có một cái biển nữa sự thống khổ gấp bội hơn. Các biển này về phía đông có một cái biển nữa sự thống khổ lại còn trội hơn, đó là đều do nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cả người ra đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ hỏi rằng: địa ngục ở đâu? Quỷ vương đáp rằng: trong ba cái biển đó đều có địa ngục, số nhiều đến trăm nghìn, lớn đời có 18 chỗ, thực kế có 500 chỗ đầy đủ không lực sự thống khổ, thực kế đó cũng có trăm nghìn chỗ cũng đầy đủ không lực sự thống khổ. Thánh nữ hỏi rằng: thân mẫu của tôi mới thoát gần đây không biết vậy là vào chỗ nào? Quỷ vương hỏi rằng: thân mẫu của người lúc sang tiền quen làm những hại nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng: lúc còn sống thân mẫu của tôi mê tín tài đạo kinh thi ngơ tạm bạo, hoặc có lúc tạm thời tin nhưng rồi chẳng kín, dù khóc vòng bao lâu nhưng không biết sai lạc của chúng nào.
Quỷ vương hỏi rằng thân mẫu của người tên họ là gì. Thánh nữ đáp rằng thân mẫu và thân phụ của tôi được dòng bà La Môn, thân phụ hiệu là Thi Lê Thiện Kiến, thân mẫu hiệu là Duyệt Đế Lợi. Bây giờ quỷ vương chắp tay mà nói với thánh nữ rằng thi thánh nữ hãy trở về cho chớ có đem lòng buồn sầu thương nhớ quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi để được sang lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói vì con gái cũng vừa có lòng hiếu đạo xâm sửa đời lễ vật thờ cúng chua thép thờ đức giáo và tuyệt thự tại vương Như Lai, chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của người được giải thoát mà. Ngày đó tất cả những tội nhân vô gián đều vui vẻ đồng đẳng khách sang cả. Nói xong quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Thánh nữ bấy giờ trên ba rừng chợt tỉnh dậy biết rõ việc đó rồi bèn đôi trước tượng của đức giáo hoa điện tử tại vương Như Lai mà phát nguyện rằng từ nay nhận đến đời vị lai tôi vì chúng sanh bị tội khổ trong 6 đường mà lập ra nhiều phương chức làm cho chúng đó được giải thoát. Đức Phật đạo ngài Văn Thù Sư lợi rằng vị quỷ vương vô độc thủ đó nay chính là ông tài thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn nay chính là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Phần thân tập hội hóa thân cùng quyến thuộc. Bây giờ những hóa thân của ngài Địa Tạng, bây giờ những phần thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát các nơi thờ có địa ngục trong 100.000 muôn ức bất khả tư, bất khả nghĩ, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ sức thần lực của Như Lai, những phân thân đó hiệp cùng với những chúng sanh đã được giải thoát ở trong nghiệp đạo 10 phương cũng đông đến 100.000 muôn ức nơi giao thoa đồng cùng hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng đến cùng với phân thân đó phải đều nhờ ngài Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn không còn hư chuyển. Những chúng đó từ hữu kiếp lâu xa trôi lang vòng sanh tử ở trong 6 đường chịu sự khổ sở không lúc nào ngừng rút, nhờ sự lòng từ bi và thệ nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Những chúng đó khi đến cung trời Đao Lợi lòng vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi vị tháp, bây giờ Đức Như Lai giờ cánh tay sắc và xa đạn hóa thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát trong 100.000 muôn bất khả tư, bất khả nghĩ, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số trên thế giới mà dạy rằng đã ở trong đời ép vũ trụ đà giáo hóa chúng sanh tăng cường làm cho chúng đạo pháp, làm cho chúng điều phục bỏ tà về trắng, nhưng trong 10 phần vẫn còn 12 phần quên theo thánh ép. Để độ những chúng sanh đó ta cũng phân ra nhiều tham lập ra 100.000 phương trước, trong đó có chúng sanh căn tầng sáng lệ nghe pháp ta thời liền đến nhận, hoặc có chúng sanh phải ân cần khuyên nhủ mới thành tựu được đạt thịt quả, hoặc có chúng sanh vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ khắp chúng sanh mỗi mỗi xe khác như thế, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra thân nam, hoặc hiện ra thân nữ, hoặc hiện ra rừng núi ao ngòi sông đạch suối làm lợi cho mọi người để đủ độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua triệu loan, hoặc hiện ra thân đế vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tệ phụ, hoặc hiện ra thân các hoàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhận đến thân văn bích chi phật và bồ tát, chứ không phải chỉ hiện ra thân đức phật trước chúng thôi đâu. Ngài Địa Tạng ông xem ta đã trải qua bao nhiêu số kiếp nhọc nhằn khai và những chúng sanh đầy tội khổ khó khai phá như thế, vì sao những chúng sanh chưa được phục được thời phải theo nghiệp của họ mà bị đoạn theo họ, theo nghiệp của họ mà cảm lấy nghiệp báo. Nếu như chúng nó có theo nghiệp báo mà bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự khốn khổ, thì ông nên nghĩ nhiều đến ta ở cung trời Đao Lợi ân cần phó trúc đây mà gắng độ chúng sanh, làm cho chúng sanh ở cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều thoát mọi sự khổ, gặp Phật được Phật thọ ký cho. Bây giờ những hóa thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi trên thế giới hiệp chung lại một hình rơi lệ thương cảm mà bạch cúng Đức Phật rằng từ hữu kiếp lâu xa đến nay con nhờ sức đại từ của Đức Như, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ rất dù làm cho con có thần lực lớn chẳng hạn nghĩ bền đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân thân này ra khắp 100.000 muôn ức thế giới, mỗi thế giới hóa hiện hàng 100.000 muôn ức thân, mỗi thân hóa độ hàng 100.000 muôn ức người, là làm cho quy kiến vòng ta đã khỏi hẳn vòng sanh tử hưởng an vui niết bàn. Trong đời sống như có chúng sanh là ở trong và phát ra trong chút thức cổ phước làm trường bằng mãi lông sợi tóc hụt tát sọc nước mãi bụi hoặc mãi lông tóc, con cũng đều độ tát lần lần làm cho chúng được lợi ích lớn. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cúng Đức Phật 3 lần như thế. Bây giờ Đức Phật khen ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng
hai thay, tốt thay ta hỗ trợ ông được tạm nguyện từ thủ kiếp lâu xa đến nay đồng pháp nguyện rộng lớn như thế. Cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi, thời ông liền chứng quả bồ đề. Quan chúng sanh nghiệp duyên, Phật mẫu thưa hỏi, bây giờ Đức Phật mẫu là bà Mai Sa Phu Nhân cung kính chấp tay thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, thưa nhân giả, chúng sanh trong cõi riêng phù đề tạo nghiệp sai khác cẩn thọ quả báo như thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng, trong nghiệp muôn thế giới cho đến quốc độ, nơi thờ có địa ngục, nơi thờ không có địa ngục, nơi thờ có hàng nữ nhân, nơi thờ không có nàng nữ nhân, nơi thờ có Phật pháp, nơi thờ không có Phật pháp, nhận đến tham gia vào bích chi Phật cũng đều sai khác như thế, chứ chẳng phải chỉ riêng tội báo nơi địa ngục sai khác hơn đâu. Bà Mai Sa Phu Nhân lại bạch cùng với Bồ Tát rằng, nơi tôi muốn nghe tội nghiệp của chúng sanh ở cõi chim phù đề mà chịu cảm lễ ác tạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa với Thánh Mẫu rằng, Thánh Mẫu trong mong ngoài hãy lắng nghe, nhận lấy này tôi sẽ được nói vị đó. Thánh Mẫu thưa rằng, bà rằng xin hắn dạ hãy nói cho. Bồ Tát lực thuật. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa cùng với Thánh Mẫu rằng, Thánh Mẫu những danh hiệu tội đó nơi địa ngục như dưới đây. Như có chúng sanh chẳng hiếu đạo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải vào vào địa ngục đến trăm nghìn vô số kiếp, hãy không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác làm thân Phật bị thương chảy máu, chẳng tính kinh điển kinh vô ngôi tâm bảo, kẻ đó cũng phải bị đạo rồi vô thánh địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào xâm tục vợ chồng chủ, ô phạm chúng tăng ni hoặc tứ thân làm sự xâm lạ ở chúng chùa chiền hoặc giết hoặc hại, kẻ đó phải đạo vào vô thánh địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh giải làm thời sa môn thì được tâm chẳng phải là sa môn, từ cả hoàn bảo yêu trái phạm nhiều giới là tại nhiều đường tội ác lập dụng của thường chủ, kẻ đó cũng phải bị đại và vô giới địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi đường. Như có chúng sanh nào trộm cắp y phục lúa gạo tài vật của thường chủ cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải bị đại và vô giới địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi đường. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa cùng với Thánh Mẫu rằng, Thánh Mẫu, như có những chúng sanh nào phạm phải những tội nghiệp trên đó thời phải đại vào địa ngục cũng vô dám nhán cùng sự đau khổ trên phạm một nghiệp cũng không đọc. Bà Mai Sa Phu Nhân hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, thế nào là vô dám địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng, Thám Mẫu, trong dãy núi Tiếp Vi có bao nhiêu địa ngục lớn, thì có 18 chỗ, thứ cây có 500 chỗ danh hiệu đều hướng khác nhau, thứ cây cũng có 1000 danh hiệu cũng đều hướng khác nhau. Nhưng nói về sự ngục vô dán đó, xếp vào ngục Càn Châu khi các một môn 8 vạn dặm từng ngục cao đến 1 vạn dặm, toàn bằng sắt cả lưỡi cháy không lúc nào chống. Trong ngục hàng có các nhà ngục liên tiếp nhau, danh hiệu được sai khác nhau. Như có một sự ngục tên là vô giá ngục người châu, với các một môn 8000 dặm từng ngục cao 1000 dặm, và bằng sắt cả lưỡi cháy hương vọng suốt trên suốt dưới trên tường ngục, bán sắt cháy sắt xô đuổi bên xô đuổi nhau chạy lại bên phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục lại có giường giường ngục rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội tự thấy thân đời chật cả ngục, đến khi muôn người thọ tội cũng tự thấy thân đầy chật cả ngục. Lại có người tội chịu đầy đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với các loại ác quỷ răng năm bén nhọn dùng nguyên chữ ra ngoài, cặp mắt sáng như chớp nháng, móng tay cứng như đầu mắt xưa bằng chặt. Lại có quỷ dạ xoa tay cầm chĩa lớn bằng sắt đâm trúng một người tội, hoặc đâm trúng bụng lưng, hoặc đâm trúng miệng lưỡi, rồi rồi người tội lên trên không lấy chĩa hướng lấy để lại trên giường. Lại có diều hâu bằng sắt mỗi mắt người tội, lại có rắn sắt quấn cắn đầu người tội, nơi lóng lốc khắp nơi trên thân thể lấy đen dài đóng xuống giường, lôi kéo người tội nước đồng đổ miệng, dây sắt nóng đỏ cuốn lấy thân người tội, kéo lưỡi người tội ra rồi cài người lên trên đó, một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại do vì tội nghiệp mà cảm lấy những nghiệp báo như thế. Trải qua ước kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hưu hoại thời sanh nhờ sanh địa ngục ở thế giới khác, lúc thế giới khác hưu hoại thời sanh nhờ sanh địa ngục ở thế giới khác nữa, đến khi thế giới đã hình thành xong, thời lại sai lần sanh, thời lại sanh trở về thế giới này, lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên gọi là vô gián. Năm điều đó là những gì? Một tự nhân trong đó chịu khổ cả ngày lẫn đêm, chạy đến trăm nghìn muôn kiếp không lúc nào mong ra khỏi được nên gọi là vô gián. Một người thọ tội tự thấy thân đầy trực cả ngục, nhiều người thọ tội cũng tự thấy thân đầy trực cả ngục nên gọi là vô gián. Những kính khí cúc để hành hình người tội như là chĩa ba, gậy, diều hâu, láng sói, chó, khối giã, cối xay, cưa, đục, dao, mắt, mép, gỡ sắt,
dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống liền đầu nước sắt nóng, dưới thân đá thời ăn hoạt sắt nóng, khát hở uống nước sắt sôi từ năm trọng kiếp cho đến vô số kiếp, những sự núi khổ sở núi là một xây vương không ngừng nên gọi là vô gián, không luận làm trai hay gái, mười máng mọi dợ già trẻ hay sang hèn, hoặc là trời, hoặc là đồng, hoặc là quỷ, hoặc là thần, hễ doanh nghiệp đều theo đó mà cảm thấy tất cả đều đồng chịu tội nên gọi là vô gián. Lợi người nào từ khi mới vào địa ngục đó cho đến trăm người muội thúc tiếp chịu sự khổ sở một ngày một đêm, trong một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cùng cầu sự dừng sự đau khổ trừng phạt một nghiệp cũng không nặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mấy bằng thọ sanh do vì lễ men đó nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa với Thám Mẫu rằng Thám Mẫu nói sơ lược định mục vô gián là như thế, nếu nó rõ ra tên thời khí cụ để hành hình người tội cùng những sự thống khổ trên đó, ở đó dầu nó đến suốt một kiếp cũng không hết đau. Bà Mai Gia Phu Nhân nghe xong không xiết lo, rồi bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Nghiệp cảm của chúng sanh. Bồ Tát Vương Chỉ bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát và cùng Đức Phật rằng và Đức Thế Tôn, con nương nhờ sức đại từ sức oai thánh của Đức Như Lai, nếu phân như thân này, phân hình này đã khắp trăm nghìn muôn ức thế giới để cứu vớt tất cả hàng chúng sanh bị tội khổ, nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thì con chẳng có lại biến hóa ra như thế được. Nay lại được Đức Như Lai ân cần phó chúc, từ nay đến lúc ngài A Di Đà thành và đều làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng độ tác. Xin vâng bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng nhưng chúng sanh mà chưa được giải thoát tâm thức của chúng không định hệ quên làm thời kết thành nghiệp báo, là hệ quên làm giữ thời kết thành nghiệp báo, giữ làm lành cùng lành giữ đều theo cảnh duyên mà sanh ra, trôi lan trong sáu đường chịu sự khổ sở không lúc nào ngừng, giúp mê làm chứng nạn chạy đến số kiếp nhiều như số kiếp phi trần, ví như là cá bơi lội trong theo dòng nước, bị mắc ở trong lưới thải hoặc được ra rồi lại mắc, và lại vì thế nên ta phải lo nghĩ đến chúng sanh đó đời trước ông chót đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thể nguyện cứu độ tất cả hàng chúng sanh bị tội khổ, thôi ta còn lo gì. Điện tử tại vương bạch hỏi bấy giờ trong pháp hội có một vị đại bồ tát hiệu là điện tử tại vương, ta cùng kính chấp tay bạc cùng Đức Phật đảm bảo Đức Thế Tôn từ vụ kiếp lo xa đến nay ngài Địa Tạng Bồ Tát phát thể nguyện gì mày hay được Đức Như Lai ân cần lợi khen như thế. Đức Phật bảo ngài điện tử tại vương bồ tát rằng lắng nghe phải theo suy xét đó, ta sẽ nghiệm ông mà dạng bày rõ ràng có vô nước lân cận để vô lượng vô số kiếp về vụ trước có Đức Phật ra đời hiệu là ứng cúng chán biến chi minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải đường ngũ triệu phú thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy thọ 60 kiếp như ngày chưa xuất gia, thời ngày làm vua của một nước nhỏ kết vua với nước lân cận, hai vua đồng thực hạnh 10 hạn là làm lợi ích cho nhân dân, nhân dân ở nước lân cận phần đông đều quên theo thói ác, hai vua cùng nhau bàn tính phương trước để dắt dìu dân chúng ấy. Một ông phát nguyện tôi nguyện sớm thành Phật sẽ độ các dân chúng ấy không còn thừa, và ông phát nguyện như tôi trước chẳng độ những chúng kẻ bị tội khổ làm cho đều đang an vui chứng quả bồ đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo ngài điện tử tại phương bồ tát rằng ông vua phát nguyện sớm thành Phật ấy này chính là Đức Nhất Trí Trí Thành Tựu Như Lai, còn ông vua phát nguyện chưa độ hết chúng sanh bị tội khổ thời chưa chịu thành Phật này chính là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đây vậy. Qua một cú mẹ lại vô lượng vô số bất khả thuyết kiếp về thủ trước có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật ấy thọ 40 kiếp vào thời mật pháp có một vị La Hán phước lành cứu độ chúng sanh, nhân vì lúc đi tuần tự giáo hóa một mọi người, La Hán gặp một người con gái tên là Quan Mục, nàng ta bèn sắm sửa đồ lễ vật cúng dường La Hán. La Hán đạo cúng rồi họ nhà muốn những gì, Quan Mục đã rằng thân mẫu của tôi mới có gần đây, tôi làm nhiều việc phúc thiện hậu cứu có thân mẫu của tôi, không biết thân mẫu của tôi đã sang là chỗ nào. La Hán nghe nó cảm thương bèn nhập viện quan sát thấy thân mẫu của Quan Mục bị đọa vào địa ngục chịu rất nhiều sự khổ sở,
La Hán hỏi con mục rằng thân mẫu của ngươi lúc còn sống quen làm những hạnh nghiệp gì mà nay bị đọa vào địa ngục chịu rất nhiều sự khổ sở như thế. Quan mục đáp rằng thân mẫu của tôi lúc còn sống vừa ăn thịt loài cá chặn, phần nhiều là cá con hoặc chạy con, hoặc nấu vào trên đà hồ ăn cho đã mẹ. Nơi tân số cá chặn của người đã ăn thì đã hơi nhìn mua. Cuối sinh La Hán được sót chỉ phương trước làm thao để cứu vớt thân mẫu tôi. La Hán xót thương bền dạy phương trước đã với quan mục rằng ngươi phải đem lòng trí ra mà niệm danh hiệu của Đức Thanh Tịnh Lê Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp lên tượng thờ người, kể cả lẫn người mất đều được lợi. Nghe nói sau đó nữ liền xuất tiền phụ mà hại tượng Đức Thanh Tịnh Lê Hoa Mục Như Lai, nàng lại đem lòng miệng khóc lóc chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng chiêm bao thấy thân Đức Phật sáng chói như hàng núi tu vi phóng ánh sáng ra, bảo với quan mục rằng chẳng bao lâu đây nữa thân mẫu của ngươi sẽ xác xâm vào nhà ngươi. Khi biết đó, lặn thời liền biết nói chẳng bao lâu lâu đứa tớ gái trong nhà có sinh một đứa con trai chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Đứa trẻ đó buồn khóc và nói với quan mục rằng nghiệp sinh trong vòng sanh tử phải tự lặn lấy quả báo phải làm mẹ của người lâu nay ở trong tối tăm. Từ khi vẫn việc người tôi phải bị đọa vào địa ngục, nhờ phước lực người cứu giúp nên nay tôi được hạ sanh làm kẻ hạ tiện, lại đem xuống mạng ngắn ngủi 53 tuổi đây lại bị đọa vào ác đạo địa ngục nữa. Người có phương thế gì cứu vớt tôi khỏi sự khổ sở chăng? Quan mục nghe xong đến biết đó là mẹ mình, nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi là phải biết lấy tội nghiệp của mình đã gây phải tội nghiệp chi mà chịu mà bị đọa vào địa ngục chịu sự khổ sở như thế. Đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp sát hại trong lập và chê bai mà nhiếp là phải bị hạ quả đau khổ. Nếu không nhờ phúc lực của người cứu giúp cho tôi cứ mãi ở trong địa ngục mà chưa được thoát khổ. Quan mục hỏi rằng những sự tội báo trong địa ngục ra sao? Đứa trẻ đáp rằng những sự tội báo ở trong địa ngục nói ra lại càng bất nhẫn, rằng nói đến 100.000 năm cũng không thể thoát hết được. Quan mục nghe xong than khóc rơi lệ và cùng giữ hư không rằng xin chư Phật mười phương nguyện cho thân mẫu của tôi khỏi hẳn địa ngục cùng ác đạo. Năm 13 tuổi đây không còn bị đọa và ác đạo cũng không bị trọng tội nữa, xin chư Phật mười phương thương xót chứng minh cho tôi vì mẹ tôi mà phát nguyện rộng lớn như và như thân mẫu của tôi khỏi hạn chúng tên đồ hạn phải tiến cùng thân gái cùng kiếp không còn thọ phận đã xấu khổ như thế. Tôi đối trước Đức Thanh Tịnh Lưu Hoa Mục Như Lai mà phát nguyện rằng từ nay nhận đến vị ra trong 100.000 môn ức trong môn vô khu sơ kiếp như có thế giới là có hàng chúng sanh bị tụ khổ nơi ác đạo, tôi nguyện cứu vớt những chúng sanh đó khác khỏi đa đừng phát đạo địa ngục ngạ quỷ xúc sanh, những chúng sanh bị tội khổ như thế đáng phật cả đời về sau tôi mới làm một chính sách. Qua một phát nguyện xong liền nghe tiếng Đức Thanh Tịnh Lưu Hoa Mục Như Lai dạy rằng quan mục nhà ngươi thật có lòng từ bẩn vì mẹ của ngươi mà có thể phát nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy thân mẫu của ngươi khi ngã 13 tuổi sẽ phát sanh vào nhà phạm chỉ sống lâu 100 tuổi, sau đó sẽ vẫn sanh vào cõi nước vô ưu sống lâu đến số không thể kể xiết, sau đó sẽ thành Phật độ khắp hàng trường người số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo ngài Bồ Tát Đại Vương Bồ Tát rằng vị La Hán phước lao động qua một tuổi đó này chính là dạy vô tận Bồ Tát, còn thân mẫu của qua một này chính là dạy các Bồ Tát, còn qua một này chính là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vậy do từ kiếp lâu xa về trước ngài Địa Tạng Bồ Tát có lòng từ mở phép ra hàng hà sa số thiện lời thiện nguyện độ các hàng chúng sanh như thế. Trong đời sau như có kẻ không làm lành mà là ác, dẫn đến kẻ không tin lời vượt nên cả kẻ trong kính tin kinh điển kinh thư hồi thanh đạo, kẻ ác khẩu, kẻ hủy bán đại thừa, kẻ lưỡng thiệt. Những kẻ như thế ắt phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp hàng thiện tri thức phân quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng một khảnh móng tay thôi, những kẻ đó liền thoát khỏi tội khổ của nơi ba đường ác đạo. Như có người nào có thể quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường hương hoa đồ lễ vật đồ ăn vật uống các thứ châm mẹ ở trong mình cho ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi người đó trong 100.000 muôn đời thần san ở cõi trời hưởng sự vui sướng huy diệu, hoặc lúc vui trời hết sáng xuống nhân sang vẫn còn làm vị đế vương, lại còn nhớ cổ ngàn nhân quả ở trong đời trước của mình. Này Điện Tự Tại Vương Bồ Tát, người đến ngài Địa Tạng Bồ Tát có ai thần lực lớn như lợi ích cho chúng sanh như thế, các ông những bậc bậc
ta phải ghi nhớ kinh này hầu tướng truyền lưu bố cho rộng ra. Ngài định tự tại vương Bồ Tát và cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo, vì mỗi ốc đại Bồ Tát của chúng con đều có hệ năng sức ai thành của Đức Như Lai mà tuyên lưu kinh này rộng ra ở cõi riêng Bồ Đề để làm lợi ích cho chúng sanh. Nói xong, ngài định tự tại vương Bồ Tát chấp tay cung kính lễ Phật mà lưu ra. Tứ Thiên Vương hỏi Phật, bấy giờ bố ông Thiên Vương đồng từ ngồi chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay bạc cúng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát, từ độ kiết lô xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn, nhưng đến tại sao đến nay ngài vẫn còn chưa độ các pháp hành chúng sanh, ngài lại phải phát ra lời trọng nguyện nữa? Cúi mong Đức Như Lai dạy báo cho chúng con. Đức Phật đã bố ông Thiên Vương rằng: hai nay vì muốn được lợi ích cho chúng sanh ta, vì các ông cùng chúng sanh ở trong đời sau mà nói phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi ta bà cùng thiên phù này, phù đề này, vì lòng từ mã sắc thương mà cứu vớt những chúng sanh bị tội khổ. Ông Thiên Vương mặc công đức và rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe phương tiện giáo hóa. Đức Phật bảo của ông Thiên Vương rằng: Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ một kiếp lâu xa đến đây độ phát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện, ngài quan sát chúng sanh bị tội khổ ở đời này, lại quan sát vô lượng kiếp ở đời sau tội khổ cuốn lấy xem mãi không dứt, vì thế nên ngài lại phải phát ra lời trong nguyện cả. Ngài bố ông Thiên Vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Ta Bà cùng với cuộc đời này thường chẳng người dân trước để chú vớt chúng sanh, để giao hai chúng sanh đó. Ngài bố ông Thiên Vương, nếu ngài Địa Tạng Bồ Tát gặp kẻ trộm cắp thường, ngài dạy rõ quả báo ngộ cũng khổ sở. Nếu gặp kẻ tài sân thường, ngài dạy rõ quả báo làm chi xây sẽ bồ câu yên ương. Nếu gặp kẻ sát hại sân gia thường, ngài dạy quả báo phát sân hiện thường, quả báo thường ngài dạy rõ quả báo chết tiểu. Nếu ngài gặp kẻ nói lời thô ác, rồi ngài dạy rõ quả báo cứng thúc cùng chống lẫn nhau. Nếu gặp kẻ hay tin chơi, rồi ngài dạy rõ quả báo không lưỡi nhiều lợi. Nếu gặp kẻ hay nóng giận, rồi ngài dạy rõ quả báo ta xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ sát hại buông lung săn bắn, rồi ngài dạy rõ quả báo cùng mê đến chết. Nếu gặp kẻ bạo sẽ, rồi ngài dạy rõ quả báo chủ mong cầu không được tại nguyện. Nếu gặp kẻ trắng như cha mẹ, thì ngài dạy quả báo trời đất chu lục. Nếu gặp kẻ nuốt rừng núi cây cỏ, thì ngài dạy quả báo cùng mê đến chết. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở ác độc, thì ngài dạy quả báo hát sang hiện đời bị lao vào. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thì ngài dạy quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ bị bán tam đạo, thì ngài dạy quả báo đi ngọc cấm hiếp. Nếu gặp kẻ cưng chơi giá khác, thì ngài dạy quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ làm việc của thương chủ, thường ngày dạy quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dư bán căn già và ô phạm người hạ thanh, tự thường ngày dạy quả báo ở mãi trong địa, ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp ngài gặp kẻ dùng lửa nước sôi chặt chém sinh vật, thường ngày dạy quả báo lên hồi thường mãi lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phải với bạn trai, thường ngày dạy quả báo cầm thú đá khét. Nếu gặp kẻ tiêu tổn của cả một các phi lý, rồi ngày dạy quả báo chỗ tiêu chuẩn bị thiếu hụt. Nếu gặp kẻ kêu cao ta kêu mạng cũng cao, rồi ngày dạy quả báo hiện hại bị người khác sai khiến. Nếu gặp kẻ mê tín tà đạo, rồi ngày dạy quả báo hết xong vào chỗ hiệu lắm. Nếu gặp kẻ đâm thập với gỗ, rồi ngày dạy quả báo không lưỡi hay chân lỡ. Những chúng sanh ở cõi riêng phù đều từ nơi thân khẩu ý tạo ra trăm nghìn mẫu sự báo ứng như thế này, chỉ nói sơ lược như thế thôi. Những chúng sanh phải những tội như thế trước phải chịu lấy quả báo như vậy, sau khi đã bấy địa ngục chịu rất nhiều sự khổ sở, không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương trước để ra gái những chúng sanh đó. Các ông là bậc hộ vệ người cùng bậc trợ cõi nước, chớ để những mục chương đó nói là mê hoặc chúng sanh. Bố Lâm Thiên Nguyên nghe Đức Phật dạy xong, rơi lệ con thở, chắp tay lễ Phật mà lui ra. Bộ nguyện Địa Tạng đeo lợi thân thiên cung, thần thông hiện độ hóa phần mông địa chúng sanh cam thường hai vương.
khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni So Ha.